Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin kính chào quý vị. Hôm nay Hồng Vân và Quỳ Linh tiếp tục làm chiếc cầu nối để những người đang đi tìm một nửa mảnh ghép của họ, họ sẽ hướng đến một mục đích cuối cùng, đó là hạnh phúc. Hy vọng hôm nay họ sẽ đồng ý để bấm nút hẹn hò. Chương trình Nhà Gái. Chào cô gái xinh xắn. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Chào em. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Dạ, em chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thanh Thúy, hiện tại thì em 25 tuổi. Em đến từ Đồng Nai và đang là nhân viên ngân hàng tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng ở quận 11. Quê của nhà của em thì ở trên, cũng trên Đồng Nai luôn. Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hay quá. Như vậy thì rất là hợp, thuận lợi với nhau rồi đó. Em có những ưu khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, chịu khó, thích quan tâm những người khác. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì đôi khi là hay xử lý theo cảm tính. Cảm tính, xử lý cảm tính cũng là một khuyết điểm, đúng đó. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu thì cũng có chị ạ. Nhiều khi cũng nắng mưa thất thường, cũng đôi khi cọc tính. Tính nó cũng hơi trẻ con một xíu. Vậy hả? Nhưng mà kỹ sư xây dựng là chị thấy, chị nghĩ là chắc đi nhậu nhiều hả? Có nhậu không? Cái đặc thù công việc thì đi nhậu là có. Các sếp rồi các đồng nghiệp cũng rủ đi nhậu rất là nhiều. Mà thấy cái sở thích của em là nó cũng không có thích đi nhậu nhiều cho lắm. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em thì ưu điểm của em là em độc lập, tự chủ. Với lại tính em thì mạnh mẽ, em không có thích phụ thuộc vào người khác. Còn nhược điểm của em thì em cũng hơi nhược đi nhiều nhược điểm một xíu. Là em tính em cũng hơi nóng. Ai mà làm những gì em không vừa ý thì em hay dễ quạo lắm. Nhưng mà cũng nhanh quên. Nhanh xuống. Dạ đúng rồi. Nhanh lên mà nhanh xuống. Dạ, nhưng mà đúng rồi. Cái đỉnh điểm mà cái quạo quọ của em là cái gì? Thì ví dụ như em quay qua em nạt một cái. Nạt một cái. Hoặc là em gõ một cái. Gõ nhẹ thôi chị. Vậy. Hôm nào xui gõ mạnh cái mệt à. Em gái trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì em cũng trải qua 3 mối tình anh. Mối tình dài nhất thì kéo dài được 2 năm. Còn gần đây nhất thì em cũng chia tay cách đây 1 năm. Nhưng mà lý do tại sao? Số em sao? Nói chung là em toàn quen người bằng tuổi với lại nhỏ tuổi hơn. Mà tính em thì cũng hơi đàn ông một xíu. Thì cái bạn nam chưa có được gọi là chín chắn và chững chạc. Nó dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Vậy em mong mỏi cái người bạn trai của mình phải như thế nào? Người bạn trai của em thì tại vì em rất là nóng tính, nên cái lúc mà em mà giận lên á thì bạn trai em nhường nhịn. Và có nghĩa là lúc sau đó mà em hết giận rồi á, nhiều khi em sai thì em sẽ tự thấy nhận thấy mình sai. Nhưng mà cái lúc mà em đang nóng lên, ví dụ như em tức quá, nhiều khi em ngồi em khóc vậy á, thì nhường nhịn em một chút. Được không em? Dạ được. Em chiều bạn nữ gì được không? Dạ được. Được, bên đây chiều được đó. Rồi bên kia có 3 mối tình đúng không? Bên đó mấy? Bên đây mấy? Thì cũng trải qua cũng 2 mối tình chính thức. 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì vào thời gian ôn thi đại học. Rồi, mối tình thứ hai. Thì mối tình thứ hai được quen được 3 năm. Tại sao chia tay? Lúc đấy là công việc nó cũng chưa có ổn định, cũng không có đủ khả năng để lo cho bạn. Bây giờ em có, nếu có quen bạn nữ, có đủ khả năng để lo cho bạn nữ chưa? Thì hiện tại là đủ rồi ạ. Được rồi. Em ơi. Dạ. Em mong muốn cái bạn nữ của mình như thế nào? Em cái hình thức á, là em muốn giống ai? Giống ai thì em cũng không quan trọng đâu ạ. Bạn nữ thì rắn rồi cân đối là được. Cân đối. Dạ. Cái này khó lắm. Cân đối thế nào là cân đối? Nó dễ nhìn. Nhiều khi người ta nhìn ai cũng nhìn dễ, chứ có em nhìn khó thì sao? Mà để em coi dùm với đàn gái hay sao? Em chào anh. Trời, chào em gái. Dễ thương quá nha. Dạ. Chưa gì bật mí. Không, mình thấy sao đàn trai thấy ta nói liền à. Rồi còn giờ bạn này, bạn có đặt nặng hình thức bên bạn trai không? Có cần nói chung là hình thức thì nói giống bạn. Nói chung là em thì em thích bạn trai cao khoảng trên 1m7. Dạ, đừng có mập quá rồi cũng đừng có ốm quá. Em không thích trai mất 1 mí. Em 2 mí. Em 2 mí. 3 mí. Cái gì mà 3 mí? Thêm mí dán hả? Trời chào ơi. Chào em. Được không? Không mọc không ốm. Được ha.
Thôi nói chung thì bên nhà gái tụi tôi thì thấy thì cũng hợp nhãn đó nha. Nhưng vấn đề giờ có hỏi gì thêm nữa không? Chị hỏi giùm em, bạn nam em hơi mũm mĩm xíu thì bạn em nam hỏi đi, thích... em hỏi đi. Thực ra là em không hề mũm mĩm, em rất là vừa ăn. Em không có mũm mĩm, rất là vừa ăn. Em rất là vừa người. Cái người mà mũm mĩm là không phải là em mà là một người, mà là một người. Em gái không thích gì người đàn ông? Em không chịu được cái mùi thuốc lá nên em không thích đàn ông hút thuốc lá. Có hút thuốc không? Nên em không hút thuốc. Không hút thuốc, không hút thuốc không? Tốt. Dạ, đàn ông thì đừng có tính toán quá. Kiểu như là hay so đo với phụ nữ á. Có không? Là cái đấy thì không ạ. Không, dạ. Bên xây dựng người ta cũng phóng khoáng lắm. Bởi yên tâm đi. Nhưng mà cũng đừng phóng khoáng quá chị. Ồ, vậy hả? Sao khó vậy trời. Rồi có cần phải biết nấu ăn rồi giỏi việc nhà không? Dạ nếu mà phụ giúp em được việc nhà thì tốt. Em hơi nhát việc nhà. Hơi nhát việc nhà. Dạ. Em ơi, hơi nhát việc nhà. Việc nhà thì từ trước giờ là cũng đa phần là một mình em làm. Nấu ăn thì em cũng biết đôi chút. Rồi bây giờ là có đủ kinh tế để lo cho bạn gái chưa? Dạ đủ rồi. Đủ rồi. Dạ. Khẳng định luôn, đủ rồi. Ở đâu? Lấy vợ về ở đâu? Lập nghiệp ở đâu mình ở đấy. Anh thấy cũng ổn đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Sao? Em đi với ai vậy? Dạ hôm nay thì em đến với mẹ em mới lại các anh chị đồng nghiệp của em. Chào nhà gái. Mình có mẹ nữa. Dạ. Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của Thúy. Mẹ thấy bạn trai bên, đàn trai bên này mặt mũi nói chung là cũng hợp với yêu cầu của con. Còn mẹ mong hai đứa cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn đàn gái. Anh trai đi với ai? Như theo kế hoạch ấy, thì sáng nay thì mẹ sẽ lên đây đi cùng với em. Nhưng mà có một đột xuất là mẹ bị bệnh thì phải đi cấp cứu thì... cho nên không có lên đây được. Cho nên rồi, hôm nay đi một mình. Giờ mẹ khỏe chưa? Nãy giờ có gọi điện cho mẹ không? Có gọi thì mẹ cũng đỡ rồi. Mẹ bảo là chừng nào mẹ lên hình mẹ bảo mẹ để mẹ coi tivi. Rồi mình mở rào cho hai bạn trò chuyện đi nha. Mở rào. Dạ. Anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một món quà tặng anh. Cảm ơn em. Xem cái gì đó. Mở ra đi. Mở ra đi cưng. Nhẹ nhàng thôi nha anh. Nó bung tùm lum. Khá là lãng mạn. Ồ, hai bạn đồng cảm quá ha. Thích chơi túi nhồi bông hả? Dạ, em chào anh. Chào em. Rối rồi. Anh ở Đồng Nai thì anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Tân Phú. Em ở Phú Lộc. Phú Lộc. Em ở ngoài 13. Thì từ nhà anh ra đấy khoảng có 10 cây số. Dạ. Anh sinh năm 94 luôn ha. Đúng rồi em. Có khi nào học chung ta? Năm 12 thì anh học lớp 12 B4. Không biết em có học cùng lớp không? Em biết. Về có khi em gặp anh rồi đó. Sao? Hai đứa em bằng tuổi, cùng quê, cùng trường luôn. Thấy chưa? Cái duyên số mà các bạn ở chung trường, chung khối, chung quê luôn mà không gặp nhau. Hôm nay gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, hai bạn cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên gặp nhau? Thì thấy bạn nữ thì cũng dễ thương. Dáng người em thích. Quá là chuẩn luôn, dạ. Dáng người rất chuẩn luôn. Rồi bạn cũng có công việc ổn định, rồi cái tính cách bạn tự lập là cũng một người phụ nữ khá là hiện đại. Cũng rất là phù hợp với em. Dạ, thì em cảm thấy anh cũng... về ngoài là ok, ổn. Còn tính tình thì phải trao đổi nhiều hơn thì em mới nhận xét được. Quan điểm của anh thì về vấn đề hôn nhân gia đình ấy, là một vợ một chồng. Mình không có suy nghĩ tới cái vấn đề mà cãi vã là hơi tí cái nào hở ra đòi chia tay là ly dị này kia thì cái đấy nó không có hay. Còn với vấn đề mà lập nghiệp hay là lập gia đình ở đâu ấy, thì nếu mà có cơ hội ấy, thì anh sẽ hỏi ý kiến của em. Dạ. Nói chung là em thì đến hiện tại thì em vẫn định hướng là em sẽ làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Thì cái này cho phụ thuộc vào bạn nữ đi. Em thì nói chung là tùy duyên thôi. Em thì em suy nghĩ là tầm 1-2 năm nữa là em có thể lập gia đình. 1-2 năm cũng là cái khoảng thời gian phù hợp để hai đứa để tìm hiểu nhau nữa. Rồi bây giờ chúng ta có một chút gì đó gọi là tăng cường cảm xúc đi. Mình hát tặng nhau một cái bài nào đó.
Em sợ hát xong khán giả bỏ về hết. Kệ nó, vui là được nào. Mạnh mẽ lên. Anh xin tặng cho em một đoạn. Cũng không thuộc nhưng mà nếu mà có sai lời em đừng có cười. Em không cười đâu. Những lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Cảm ơn anh. Bây giờ trước khi chúng ta bấm nút, mình nói tất cả những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện ha. Thì như nãy anh nói thì người đàn ông nói lời ngon ngọt thì bao giờ nói cũng được. Mà để chứng minh được đấy thì con số rất ít. Và anh hy vọng là em cho anh cơ hội để anh chứng minh được những điều anh chưa nói, đã nói và sẽ nói. Rồi, hết thời gian. Còn bạn nữ sẽ nói bằng nút bấm. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Quan điểm rất rõ ràng. Bấm tức là cho cơ hội để yêu thương nhau. Bấm nút là có trách nhiệm với nút bấm đó. Thật sự rung động chúng ta bấm. Với tình yêu đừng để cho đối phương người ta hiểu lầm, làm khổ người ta. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là bạn nữ không bấm. Chia sẻ đây là không phải em không bấm, là vì em thấy bạn nam không tốt hay gì hết. Nhưng mà em thì cảm xúc em mạnh, nên em bị cái ấn tượng đầu tiên thì bạn nam chưa cho em cái sự gọi là cảm thấy là đi đường dài, thì em để cả cơ hội cho những bạn khác. Chính xác, chúng tôi trân trọng điều đó. Không sao, trên truyền hình có rất nhiều bạn gái sẽ tìm bấm nút cho chàng trai, và rất nhiều chàng trai xem chương trình sẽ bấm nút cho bạn gái. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, cảm ơn này. Đây, hãy giữ món quà này để làm dạ. kỷ niệm. Nhờ chúng ta nhớ lần chúng ta đã tham gia chương trình, và nhớ rằng có một người bạn đã tham gia cùng với mình, nhưng mà chúng ta không có phận với nhau thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Em cũng không có cái gì nổi bật. Em không phải là người nhiều chuyện. Em là công nhân, chưa có nhà cửa trên trong này hết. Có nghĩa là đất đai của em là trải dài khắp đất nước hả? Dạ không, em chỉ có 4 miếng đất à. Trong bạn muốn hẹn hò không phải lúc nào cũng bấm nút đâu quý vị. Thật sự mà nói, chúng tôi cũng muốn người chơi bấm nút, nhưng nếu người ta không rung động thì cũng không cần bấm. Bởi vì khi yêu thì phải rung động, mà rung động chúng ta mới nói thật bằng trái tim của mình. Đúng rồi, cái bạn nữ này rất là cá tính nha. Đúng rồi. Thực sự tại vì Vân thấy rõ ràng bạn nam rất là đáng yêu, rất đẹp trai nữa đó. Ừ, nhưng mà bạn kia cảm thấy không rung động, thế là bạn đúng không rồi. Chúng ta phải nói sòng phẳng với nhau, đừng có nói dở dở ngương hay là không yêu mà nói là yêu, hay là chúng ta làm bấm nút vì điều gì đó. Chúng ta không muốn điều đó. Bạn Nguyễn Hòa, tất cả đều thật, thật nhất có thể. Còn bây giờ xin mời quý vị